Thưa quý vị, tính đến 10 giờ 30 phút sáng nay, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vẫn còn 64 trên tổng số 66 bệnh nhân là nạn nhân của vụ ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi sức khỏe tại đây. Các bệnh nhân này đều là các công nhân đã và đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hai He Việt Nam. Các công nhân cho biết 2 giờ đồng hồ sau bữa ăn trưa thì bắt đầu có những biểu hiện như chẳng hạn như là đau bụng, choáng váng và buồn nôn. Thức ăn ở trong bữa ăn này nó có rau cải luộc này, có bầu xào này, có cá, có lạc rang. Nhưng mà bây giờ thì giờ phải nhờ bên chức năng kiểm định về thực phẩm thì mới biết được chứ. Còn thì bây giờ chúng tôi ăn thì bây giờ là đủ các thứ món nên thì chả biết là nó do nguyên nhân ở món ăn nào mà gây đến ngộ độc. Theo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hải Dương, vụ ngộ độc thực phẩm đã khiến tổng số 86 người phải nhập viện. Ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì nhiều bệnh nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 7. Đây là một vụ ngộ độc thì rõ ràng rồi. Nhưng mà chúng tôi đang theo dõi và nghi ngờ là cái thực phẩm biến chất. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi, việc đầu tiên là chúng tôi tiếp tục cập nhật tất cả những thông tin về bệnh nhân và tất cả những cái thông tin về cái công ty. Hiện tại sau khi được các bác sĩ điều trị, một số bệnh nhân đã bình phục trở lại. Dự kiến chiều nay sẽ có nhiều công nhân được xuất viện trở về nhà.